Tính ra thì ở đến bây giờ mình đã mua chiếc iPhone 14 Pro Max này được vào khoảng là 6 tháng rồi. Mình mua lúc nó còn có mức giá lên đến là 31 triệu cơ. Thế mà bây giờ mức giá nó chỉ còn vào khoảng là 26 triệu 790 nghìn đồng tại shop đăng đi kèm với một lô chương trình khuyến mãi nữa chứ. Anh em nào mà bảo rằng là iPhone giữ giá thì mình cũng chịu. Lát nữa mình sẽ quay lại và chứng minh cho anh em thấy rằng là iPhone nó rớt giá là như nào nhá. À, chính xác là mình dùng iPhone 14 Pro làm máy chính. Còn chiếc iPhone 14 Pro Max này thì mình dùng mang tính chất trải nghiệm là chính thôi mình thấy rằng là khi mà iPhone mới ra mắt, anh em thường nói và bàn tán rất là nhiều về những tính năng mới. Nhưng mà khi mà dùng đủ lâu, anh em sẽ nhận ra phần lớn những cái gì mà được nói nhiều nhất lại là thứ mà chúng ta không cần đến nhất. Hoặc thậm chí là chúng ta còn không dùng tới cơ. Và chỉ có những gì cốt lõi nhất của sản phẩm mới là thứ xứng đáng được xuống tiền. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình muốn cắt lát từng thứ trên chiếc iPhone 14 Pro Max này để mà chia nó thành 3 phần. Đó là những thứ mà khiến cho mình dùng phê nhất, những thứ hay ho nhưng mà ít dùng và cả những thứ mà khiến cho mình cảm thấy hối hận nhất khi mà mua. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cả những thứ giá trị nhất trên chiếc iPhone 14 Pro Max này sau vào khoảng là hơn nửa năm sử dụng nhé. Thì với mình, nó lại đến từ những thứ nó rất là đơn giản ấy. Ví dụ như là màn hình lớn hơn, anh em tương tác được nhiều hơn, hay là cái Dynamic Island nó nhỏ hơn, nó đỡ bị trình hình như là trên iPhone 14 Pro. Đó, đơn giản vậy thôi. Mọi người đều mua về những thứ nó rất là bình thường ấy. Thứ hai đó chính là màn hình tần số quét cao. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cả những chiếc máy có kích thước màn hình lớn nhé. Bởi vì khoảng cách chuyển động nó nhiều hơn nên là anh em sẽ dễ thấy sự mượt mà của mỗi hiệu ứng truyền cảnh nó mang lại là rất là phê. Như hôm trước thì mình có dùng con iPhone 14 Plus cũng có kích thước màn hình là 6.7 inch nhưng mà dùng nó kém phê hơn hẳn. Thứ ba là camera của iPhone 14 Pro Max nó rất là ngon. Nếu như mà các hãng khác đang phải chứng minh rằng là camera của mình ngon thì iPhone nó đã làm được một thứ đi vào trong quan niệm của người dùng đó chính là camera của iPhone bằng ngon để mà làm được điều này thì nó là cả nhiều năm phát triển và ổn định chất lượng của sản phẩm. Năm nay có thể là Galaxy S23 Ultra nó có nước ảnh là đẹp hơn so với cả iPhone 14 Pro Max, nhưng mà chỉ mới năm ngoái thôi thì Galaxy S22 Ultra cũng mới chỉ là một chiếc máy có chất lượng chụp ở mức rằng là ổn. Thì mình nghĩ rằng Samsung cũng cần nhiều năm nữa để mà duy trì cái sự ổn định cũng như là cái chất riêng nước ảnh của mình. Còn cái ổn định của iPhone nó nằm ở đâu? Đó là năm nào ảnh cho ra nó cũng rất là giàu chi tiết, giàu texture chờ và màu sắc thì luôn giữ cái tôn chỉ của iPhone. Đó là nó phải cho ra đúng cái chất ảnh mà người dùng nhìn thấy ở ngoài đời. Có thể là ảnh cho ra là không sống động được như là của Samsung hay là không có chiều sâu như là của Xiaomi. Nhưng mà nó gần với cả cái mà các bạn nhìn thấy nhất. Hay là khả năng quay video thì nó lại rất là mượt, rất thật, không bị giật, không bị drop, khung hình. Thành ra là nhiều anh em lại thích dùng iPhone để mà quay vlog tất nhiên như mình đã nói nếu như mà đem ra so sánh thì có thể rằng là iPhone 14 Pro Max nó cũng chưa bằng được so với cả Galaxy S23 Ultra hay là Xiaomi 13 Pro ở một vài yếu tố có thể rằng là ở mức độ chi tiết có thể là ở màu sắc đây đều là những cái điều mà mình đã nói rất là kỹ trong các video trước đây hay là trong chính video review về chiếc iPhone 14 Pro rồi nhưng tiệu chung lại thì camera của iPhone 14 Pro Max nó vẫn rất là đẹp thật và nó ổn định còn nếu mà chỉ ra một điều gì mới mà mình mới khám phá ra về camera ấy, và dùng thường xuyên ấy thì đó là vài tháng nay mình thường xuyên chụp ảnh bằng camera 2x nhiều hơn chính xác là ở cái chế độ camera 2x bởi vì cam chính có độ phân giải là 48 megapixel crop 2x thì chi tiết nó vẫn cực kỳ là tốt nó không có dấu hiệu nào của việc rằng là ảnh nó bị crop hay là suy giảm chất lượng hình ảnh ở đây cả rồi, còn những yếu tố khác, ví dụ như ở đây là pin tốt, cái này không phải bàn cái quá nhiều rồi, bởi vì iPhone 14 Pro Max đang là một trong những chiếc smartphone có thời gian sử dụng là trâu nhất hiện nay. Và cũng tương tự như ở phần camera, thì nếu như mà các hãng khác đang phải chứng minh rằng chiếc máy của mình có thời gian sử dụng tốt ấy, thì những cái dòng iPhone Pro Max nói chung nó đã có thời gian sử dụng trâu từ rất là lâu rồi. Và cuối cùng là khả năng hoàn thiện của iPhone nó vẫn luôn cực kỳ là tinh xảo. Rồi, vậy đây là những điểm mà mình cảm nhận được giá trị thiết thực nhất của dòng iPhone 14 Pro Max. Màn lớn, màn mượt, cam ngon, pin trâu, hoàn thiện sản phẩm tốt. Và không thể không nói đến là iOS nó rất là hiểu người dùng nên là những thao tác dùng nó rất là trực quan và dễ. Thì như anh em thấy ra đây đều là những thứ rất là cơ bản, hầu như chẳng có gì đâu mới cả. Ấy. Có cam và pin thì có một chút nâng cấp nhưng mà là không nhiều. Vậy nên thì nếu như mà anh đang sử dụng những phiên bản ở trước, cụ thể ở đây đó chính là dòng iPhone 13 Pro Max thì chẳng có lý do gì để mà nâng cấp máy mới cả. Mình thấy rất là nhiều anh em xung quanh mình đang kiểu như là bị chạy theo công nghệ quá mà không nhìn lại xem đâu mới là thứ thực tế và đáng dùng nhất. À, mỗi lần nâng cấp như vậy thì nó sẽ rất là tốn kém. Bây giờ anh em nghĩ xem. Năm nay anh em mua sẽ vào khoảng là 26 triệu Nhưng mà tầm này sang năm anh em bán ấy, Thì nó sẽ chỉ được vào khoảng là 16, 17 triệu thôi Tức là nó sẽ mất vào khoảng là 10 triệu một năm Và chia ra thì anh em mất vào khoảng là 1 triệu một tháng Đấy là còn chưa kể cái thời điểm mà mình mới mua Thì mức giá của nó còn vào khoảng là 31 triệu cờ Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Nếu như mà anh em đang dùng điện thoại Android Hoặc là iPhone được vào khoảng là 2 cho đến 3 năm trước rồi ý, Và muốn mua iPhone 14 Pro Max ấy, Thì đây là cái thời điểm phù hợp nhất Giá tốt nhất để mà mua Ví dụ như là tại shop đăng thì mức giá nó chỉ còn vào khoảng là 26 triệu 790 nghìn đồng mà thôi Rẻ hơn gần 5 triệu so với cả thời điểm mà mình mua Và trong tháng năm này thì shop đang cũng có rất là nhiều chương trình ưu đãi Ví dụ như là mua Apple Watch tặng mẹ giảm luôn 5 triệu Ngon nhá hay là khi mà anh em đi mua iPhone, MacBook thì cũng được giảm giá lên đến là 9 triệu Đặc biệt là tặng gói bảo hành 6 tháng Cái này cũng ngon nữa nha Hay là 6 tour du lịch Thái Lan miễn phí dành cho 6 anh em may mắn nhất Với tổng giá trị lên đến là 50 triệu anh em quan tâm thì có thể bấm vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, những cái gì thiết thực thì mình đã chia sẻ ở trên rồi. Còn trên tinh thần là một reviewer, mình luôn muốn mang đến cho anh em những cái nhìn đầy đủ nhất. Thì uh, những cái yếu tố còn lại thì mình sẽ gói ghém nó vào phần hay nhưng mà ít dùng. Cái hay ở đây ấy, đó chính là màn hình Always on. Cái này có khen có chê nhá. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình thấy rằng là nếu như mà anh em để một cái màn hình cơ bản thì thôi, mình khuyên anh em giờ nên tắt nó đi không nó tốn pin lắm nhưng mà thay vào đó thì anh em có thể để hình bố mẹ người bạn thân nhất người yêu vợ của bạn con của bạn hay là những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống của bạn thì ở đây là những cái thứ mà mình thấy là rất là ý nghĩa và có giá trị đối với mình thực ra nhu cầu này đã được rất là nhiều hãng công nghệ nắm bắt và đã cho vào những sản phẩm như kiểu giả android box rồi và mình nghĩ rằng là apple cũng đã tính trước vấn đề này nên là trong setting thì apple mới bổ sung tính năng khi chạm tức là cứ khi nào mà anh em chạm ấy thì hình nền nó sẽ thay đổi và anh em có thể thoải mái chọn hình nền trong setting luôn cái hay nữa mà ít dùng ở đây đó chính là Dynamic Island Phải gọi ra là cực kỳ ít dùng ấy Mở khóa thì nó nhún một chút Có cuộc gọi đến thì nó nở ra một chút Còn lại thì hiếm có khi nào mà mình tương tác với cả cái đảo động này nhưng mình tin rằng trong tương lai thì những ứng dụng hỗ trợ nó sẽ nhiều hơn và các tin đồn đều cho thấy rằng toàn bộ iPhone 15 series sẽ chuyển qua Dynamic Island hết nên ở số lượng app hỗ trợ và tốc độ hỗ trợ thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là nhanh thôi. Rồi, có những thứ mà đến bây giờ mình cảm thấy hối hận là gì? Thì cái đầu tiên đó chính là cái vụ bắt Wi-Fi. Trời, riêng cái khoản này thì mình cảm thấy rất khó chịu và bực mình luôn ấy. Nó luôn bắt kém hơn so với cả chiếc Galaxy S23 Ultra mà mình đang dùng. Ví dụ như ở nhà mình chung cư mà nó có rất là nhiều tường ngăn giữa các phòng ấy thì công nhận rằng nó có nhiều điểm chết. Nhưng mà với Galaxy S23 Ultra mình vẫn dùng ở mọi vị trí từ trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên là cứ khi mà cầm vào chiếc iPhone này thì cái số vị trí mà nó bị không bắt được wifi ấy. nó nhiều hơn rất là nhiều và dùng nó rất là khó chịu luôn hay là hôm nào mà mình đi du lịch đi cắm trại thì sóng sánh của iPhone nó cũng kém hơn hầu hết những cái mẫu Android mà mình đang dùng riêng cái vụ này thì nó là nhiều đời iPhone rồi chứ không phải là cái dòng iPhone 14 Pro Max này nó mới bị à, và đây là thứ mà khiến cho mình cảm thấy rất bực hay là bàn lại về mức giá đi thời điểm mình mua mức giá của nó lên đến là hơn 31 triệu thế mà bây giờ nó chỉ còn có là 26 triệu 670.000 đồng Giá tụt quá là ghê luôn Nhưng mà được cái giờ những anh em nào mà mua tại thời điểm này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất Tiệu chung lại thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các anh em rằng những ai nên đi mua chiếc máy này Và những ai không nên đi mua chiếc máy này Và cái mức giá thực tế mà anh em sẽ phải trả cho iPhone 14 Pro Max là bao nhiêu Ờ à, với các bạn thì mình thấy rằng đây vẫn là một cái chiếc máy rất là ngon và một trong những cái chiếc smartphone đáng sử dụng nhất hiện nay còn em thì sao, anh em nghĩ sao về chiếc iPhone 4 Pro Max này thì anh em hãy cùng chia sẻ những cái trải nghiệm của anh em phía bên dưới nhá. À, nói chung thì mức giá bây giờ đang là rất ổn định rồi và không sợ nó bị tụt sâu nữa đâu. Nên là đây là cái thời điểm mà nếu như mà anh em có nhu cầu mà mua thì nó sẽ là phù hợp nhất. OK cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này của video và nếu như anh em cảm thấy video hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video nhé hành động đó của anh em sẽ là một cái động lực cực kỳ to lớn để mà mình ra nhiều video chất lượng hơn trong tương lai còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại thông tin cuối cùng mình xin được cảm ơn VKD đã tài trợ một phần video ngày hôm nay VKD là một trong những thương hiệu SSD mà mình rất là tin tưởng để mà sử dụng hiện nay hãng có dòng SN570 với tốc độ lên đến là 3.500 MB/s nhưng mà ngôi sao ở đây đó chính là dòng SN770 thế hệ PCIe Gen 4 Tốc độ cao lên đến là 5000 mb trên giây Giúp cho anh em load game, load dữ liệu là cực kỳ nhanh Còn cao cấp hơn nữa còn có dòng SN850X Có tốc độ còn lên đến là 7300 mb trên cơ Ở công ty mình thì anh em editor cũng đang sử dụng dòng SN770 Để mà edit video anh em xem Mỗi video của chúng mình đã lên đến là vài trăm GB rồi Nên là một chiếc SSD tốc độ cao là cực kỳ quan trọng